Chào các bạn đã cùng quay trở lại và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về một cái ứng dụng, về một cái phần mềm mà giúp cho các bạn quá trình giải trí của các bạn nó trở nên thú vị hơn. Cụ thể là chúng ta sẽ tạo nên những bức ảnh động như thế này, đó. Vậy thì các bạn nhìn qua có thể đây tưởng đây là một cái video, tuy nhiên thì không phải như vậy. Đây là một cái ảnh động. Đây là một bức ảnh nhé các bạn nha. Và nó chỉ lặp đi lặp lại như thế này thôi. Nếu mà các ảnh động thì có lẽ là các bạn cũng nghe qua rồi. Đó. Các bạn có thể nghe qua về ảnh động rồi. Tuy nhiên thì để tạo nên một bức ảnh động như này thì không phải bạn nào cũng biết. Vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà chúng ta tạo nên những bức ảnh động như thế này. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải có một cái công cụ, đó chính là công cụ animation này. Rồi, cái công cụ animation này cho phép chúng ta tạo nên những cái bức ảnh động từ những cái bức ảnh thông thường của chúng ta. Ở đây như mình có ở đây là một cả số cái bức ảnh mình đã tải về. Và các bạn thấy là ví dụ như là các bạn đã chụp được một vài bức ảnh như thế này. Đó, các bạn muốn tạo nên một bức ảnh động, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng cái công cụ Animation GIF để chúng ta tạo nên một cái bức ảnh động. Nó thú vị hơn, nó đặc biệt hơn là chúng ta đi up một cái bức ảnh thông thường. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức bây giờ. Và chúng ta thấy là đây là các giao diện của cái công cụ Animation. Và chúng ta sẽ sử dụng animation này để chúng ta tạo nên bức ảnh động. Đầu tiên chúng ta sẽ add những cái bức ảnh chúng ta vào. Cụ thể ở đây mình có 5, 6. Mình sẽ sử dụng 6 bức ảnh này. Rồi, mình sẽ lựa chọn 6 bức ảnh này để mình tạo nên một cái bức ảnh động. Ở đây, rồi các bạn sẽ nhấn vào Open này. Và nhấn vào OK. Rồi, như vậy là chúng ta đã có 6 bức ảnh động như thế này. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tạo nên bức ảnh động? Đơn giản là khi mà các bạn đã thả 6 bức ảnh của chúng ta vào đây thì chúng ta đã mặc nhiên có một cái sự chuyển động giữa 6 bức ảnh này và tạo nên một bức ảnh động. Ở đây các bạn chỉ cần nhấn vào nút play phía bên này. Các bạn thấy là các bức ảnh của chúng ta nó chạy một cách loạn xạ lên như thế này. Đó, chạy một cách loạn xạ lên. Và cái mục đích của chúng ta là chúng ta làm nên những cái chuyển động chậm chậm như thế này. Vậy thì chúng ta được phép tùy chỉnh tất cả những thông số liên quan tới cái bức ảnh động này nhé. Ok, chúng ta ở đây chúng ta sẽ cài đặt cho cái thời gian chuyển động của chúng ta nó nhanh hơn, nó chậm hơn. Ở đây mình sẽ cài là 0,5 giây thì nó sẽ chạy, nó sẽ nhảy một bức ảnh. Rồi, khi ta nhấn play. Và các bạn thấy là cái tốc độ chạy của cái bức ảnh này nó đã chậm hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì các bạn thấy là bức ảnh cái thì bị bóp méo, cái thì bị kéo giãn ra. Vậy thì nguyên nhân là do đâu? Cụ thể là chúng ta có một cái khung hình mặc định như thế này. Chúng ta đã có một cái khung hình cố định như thế này, tức là với cái chiều dài là 600 và chiều cao là 750. Vậy thì mình muốn tạo nên một cái hình vuông thì chúng ta sẽ sử dụng là 600 x 600 này. Chúng ta sẽ bỏ tích để chúng ta có thể điều chỉnh được cả hai cái thông số. Như vậy là các bạn thấy là chúng ta đã có một cái bức hình vuông như thế này. Và các cái bức ảnh của chúng ta nó đã bị bóp méo đi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là trả lại cái khung hình tự nhiên của bức ảnh? Và chúng ta sẽ lựa chọn ở đây, đó chính là center, và chúng ta sẽ lựa chọn là
Play. Ở cái phần mềm này thì các bạn thấy là chúng ta sẽ mà khi mà chúng ta tạo một bức ảnh động, chúng ta sẽ cần có những cái bức ảnh mà nó có kích thước giống nhau. Cụ thể là đây các bạn sẽ cần những cái bức ảnh mà có cái kích thước là 600x600 để chúng ta tạo nên một bức ảnh gọi là bức ảnh thành quả ấy. Nó cũng có kích thước là 600x600. Rồi các bạn thấy là chúng ta sẽ sử dụng một cái một loạt các ảnh có kích thước giống nhau và tạo nên bức ảnh động. Đây, khi mà kết quả mà các bạn tạo xong ấy thì nó sẽ được một cái kết quả như thế này. Rồi các bạn sẽ nhấn vào lưu và chúng ta sẽ lưu cái bức ảnh này lại và chúng ta sẽ được một cái bức ảnh với cái phần mở rộng là đuôi gif. Đuôi gif thì nó chính là một cái file ảnh động và các bạn có thể sử dụng cái file ảnh động này trên những cái mạng xã hội, ví dụ như là Facebook, Zalo. Các bạn có thể làm bây giờ thì tất cả các mạng xã hội nó đều hỗ trợ cái ảnh động rồi, và các bạn up ảnh động lên nó sẽ đẹp hơn rất nhiều so với các bạn up những cái ảnh thông thường đó. Và đây các bạn nhập vào và các bạn lưu lại, chúng ta sẽ được một cái bức ảnh GIF. Rồi các bạn có thể là tự tạo cho mình một cái bức ảnh GIF đặc biệt và nổi bật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những bức ảnh động để chúng ta chia sẻ với bạn bè, chia sẻ với người thân. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong những video tiếp theo với những cái phần mềm và ứng dụng khác nhé. Nổi bật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những ảnh động để chúng ta chia sẻ với bạn bè, chia sẻ với người thân. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong những video tiếp theo với những cái phần mềm và ứng dụng khác nhé.